Đây là chuỗi bài tập yoga dành cho những người đang bị đau mỏi cổ, vai, gáy đau lan tê bì xuống cánh tay. Và những bài tập này rất là phù hợp đối với những người cao tuổi là hay bị đau nhức xương khớp, đúng không ạ? Đau mỏi cổ, vai, gáy, hoặc là những người đang hay ngồi văn phòng, làm ngồi văn phòng nhiều, giống như là Nga ngày trước ấy, mình ngồi văn phòng nhiều, mình làm văn phòng thì nó cũng bị bó cứng hết phần cổ, vai, gáy. Hoặc là các cái người giống như là chúng ta lái xe, đi lái xe đường dài, hôm nào mà Nga chạy xe đường dài chỗ 5-6 tiếng nhiều, ngồi nó đau hết cả phần vai, gáy và lưng luôn, đúng không ạ? Đó thì nó sẽ hoàn toàn là phù hợp, và đây cũng là những cái giáo trình mà Nga được chắt lọc trong 7 năm thực hành và giảng dạy yoga, đã giúp cho hàng ngàn được học viên cải thiện được cái sức khỏe về phần xương khớp của họ. Và hãy sẵn sàng để chúng ta bắt đầu vào bài tập. Đây cũng là chuỗi bài tập mà các cái bác sĩ khuyên các cái bệnh nhân bị đau mỏi cổ, vai, gáy nên áp dụng để cải thiện, và chúng ta hãy sẵn sàng. Chúng ta có thể cô chú anh chị có thể mình sẽ có thể ngồi ở trên giường của mình hoặc là ngồi trên thảm như Hằng Nga cũng được. Ta sẽ bắt đầu với phần bài tập. Hít vào mình vươn căng tay lên. Ta sẽ ngồi khoanh chân nhá. Vươn giải lưng, kéo căng giãn cột sống. Vươn hai tay lên, thở ra hạ tay xuống. Lặp lại, hít sâu vươn căng tay, vươn giải lưng kéo căng giãn cột sống. Thở ra hạ tay xuống. Một lần nữa hít vào vươn căng hai tay, đan ngón tay và lật ngửa lòng bàn tay, vươn căng lên sau đầu. Chúng ta không có kẹp chặt sát vào mang tai như thế này nhé. Và mình sẽ hơi để một chút xíu khoảng cách. Đó, để nó không bị bó phần vai ở gáy. Hít thở chậm lại, mắt nhìn ngang tầm mắt. Ta có thể nhắm hờ mắt lại, điều hòa hơi thở. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở vươn ra sau đầu nhiều hơn. Hít sâu, thở vươn. Rồi nhẹ nhàng buông tay, hạ xuống. Hít vào, hai tay mình đặt thả lỏng ở trên gối. Thở ra xoay đầu sang trái. Hít sâu, trở về nữa. Thở xoay đầu sang phải. Ta cố định phần vai nhé. Mình hãy thả lỏng cái phần vai, cô chú anh chị thả lỏng phần vai của chúng ta xuống ạ. Hít vào về giữa. Thở sang trái. Hít sâu về giữa. Thở sang phải. Một lần nữa hít vào về giữa. Thở sang trái. Giữ ở đây trong vài nhịp thở. Hít sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào về giữa. Thở sang phải. Hít sâu và thở ra. Hít sâu về giữa. Thở ra. Rồi bây giờ tiếp tục. Hít vào nào. Cái tay trái của chúng ta sẽ cầm sát vào cái ngang bên phần mang tai bên trái. Đó. Thở ra mình nghiêng sang bên trái. Nhắm mắt hít thở chậm lại. Hãy tưởng tượng là sau lưng cô chú anh chị đang có một cái bức tường. Mình không có cụp vai thế này để nghiêng nhé. Đó, mình vẫn người mình vẫn thẳng đã, vẫn thẳng, vẫn ngồi thẳng lên để nghiêng, đúng rồi. Hít thở chậm lại. 3, 2, rất tốt, và 1. Rồi hít sâu về giữa. Thở ta đổi bên nào. Nghiêng qua bên phải. Nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Cảm nhận vùng vai, ba cơ cổ bên trái đang được kéo căng giãn. Hít thở chậm lại. 3, 2 và 1. Rồi hít sâu về giữa. Thở ra vặn người. Tay phải mình bám lấy, xoay sang ngang để cô chú anh chị dễ quan sát. Tay phải chúng ta bám lấy gối trái. Hít sâu, tay trái mình chống sau mông. Ta sẽ chống hờ cái ngón tay cao lên này. Đẩy cái lưng thẳng lên, mình không trùng lưng thế này. Đẩy thẳng lên, đúng rồi ạ. Rồi thở mình vặn qua trái. Mắt nhìn sang ngang và sượt qua vai trái. Thả lỏng vai nào, thả lỏng vai. Hít sâu, thở mình lại vặn ra sâu hơn. Hít sâu, thở vặn sâu hơn. Rồi, hít vào về giữa. Thở vặn phải. Tay phải ta chống sau mông. Chống ngón tay cao lên ạ. Tay trái mình nắm lấy gối. Hít sâu. Rồi thở vặn qua bên phải. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. 3, 2, rất tốt, và 1. Rồi nhẹ nhàng xoay người về giữa. Hít vào, tay chúng ta đan trước ngực. Tay đan trước ngực. Thở ra lật ngửa lòng bàn tay, cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn, mắt nhìn xuống rốn. Hít sâu, buông hai tay đan phía sau lưng, đan tay phía sau. Đúng rồi ạ. Thở vươn dài người về phía trước. Nào, nhấn mông của chúng ta xuống ạ. nhấn mông xuống ta xuống, đẩy tay ra xa mông, đẩy tay ra xa mông, nhấn mông xuống và thở mình gập xuống. Đó. Nếu mà chán mà chúng ta chưa chạm được xuống thảm thì cô chú anh chị có thể mình đặt cái gối lên phía trước và chúng ta kê cái đầu của mình, cái trán của mình lên ạ. Kê cái trán của mình lên, hít sâu thở đẩy tay ra xa lưng. Rồi tiếp tục hít vào, nâng người lên, tay đan trước ngực. Lặp lại, thở ra lật ngửa lòng bàn tay, cánh tay song song với sàn, cuộn gồ lưng, mắt nhìn rốn. Hít sâu buông tay đan sau lưng, thở đẩy ra xa mông, vươn dài người về phía trước, vươn dài người về phía trước. Và chúng ta gập người xuống, đẩy ra xa lưng. Đúng rồi, hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại, thả lỏng cánh tay ra, chỉ còn các ngón tay chúng ta đan vào nhau. Hít vào từ từ, nâng người lên một lần cuối. Thở đan hai tay, lật ngửa lòng bàn tay, cuộn gồ lưng, mắt nhìn xuống rốn. Giữ ở đây và hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. 3, 2 và 1. Hít sâu buông tay đan sau lưng, thở đẩy ra xa lưng, vươn dài người về phía trước. Ta thẳng lưng lên ạ, đúng rồi, thẳng lưng lên nhá. Chúng ta luôn luôn nhớ là cái thói quen thẳng lưng và chúng ta gập xuống. Hãy nhấn cái mông của chúng ta xuống thảm và đẩy tay của chúng ta ra xa lưng. Đẩy tay ra xa lưng. Đúng rồi, hít sâu, thở mềm và hít sâu và thở mềm. Rồi, hít vào, nhẹ nhàng, nâng người lên, thở ra. Tiếp tục, ta vẫn đang co cái chân phải, ta duỗi cái chân trái của mình sang ngang. Duỗi chân trái của mình sang ngang. Tay trái mình chống phía trước, đối diện cẳng chân trái. Hít mà hơi thật sâu, vươn tay phải sát mang tai. Đó, thở nghiêng qua bên trái. Hãy tưởng tượng là sau lưng cô chú anh chị đang có một cái bức tường. Chúng ta không cụp vai thế này để nghiêng, hướng cái vai trái chỉ phía dưới ra trước, dựng gót chân trái lên. Hít vào mình nâng người lên, thở nghiêng sâu hơn. Đúng rồi, rất tốt. Hướng vai trái phía dưới ra trước ạ. Hít vào nâng lên, thở nghiêng sâu. Lần này chúng ta giữ ở đây, hãy nhấn cái mông phải của mình xuống. Hít thở chậm lại, hít thở chậm lại, cảm nhận cơ thể, cảm nhận eo sườn bên phải đang được kéo căng giãn. Hít sâu và thở ra. Ta cũng có thể nhắm hờ mắt lại. Hít sâu, thở ra. Thôi, hít vào, nâng người lên, thở vươn căng hai tay, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Bò 10 ngón tay ra xa. Chúng ta hãy bò ngón tay mình, chống cái ngón tay cao lên, mình không áp sát lòng bàn tay xuống ạ. Vâng, đúng ạ. Chống ngón tay chúng ta cao lên. Hít sâu thở lại, vươn ra xa. Nhưng chúng ta sẽ nhấn hai cái mông xuống thảm. Cái mông phải nhấn xuống, không để bênh. Và chúng ta không gù thế này lên để gập ạ. Luôn luôn là ưu tiên để giữ cột sống thẳng, đẩy ngực, đúng rồi ạ. Hít sâu thở vươn ra xa. Nếu chúng ta thấy mà nó gù cái lưng lại thì cô chú anh chị hãy lùi người lại nhé. Chúng ta không có gù lưng lại. Đúng rồi, hít sâu, thở vươn và hít sâu, thở vươn. Một chút xíu nữa thì chúng ta hãy nhớ làm cái bài tập là comment. Là chúng ta hãy comment xuống dưới. Hôm nay trong ngày đầu tiên của cái hành trình này thì cô chú anh chị chúng ta gập được cách bao nhiêu độ so với sàn rồi ạ. Đó, hay là chúng ta gập được xa như thế này thì mình lùi lên thế này ạ. Vâng, hoặc là xa ra nữa thì chúng ta sẽ hãy comment xuống là hôm nay mình gập được bao nhiêu độ. Sau đó sau 7 ngày trong hành trình 7 ngày này thì chúng ta sẽ quay trở lại xem là ngày cuối cùng thì chúng ta là cái biên độ nó thay đổi được như thế nào. Rồi mình sẽ biết được đo lường. Rồi, hít sâu thở vươn, hít sâu và thở vươn, hít sâu và thở vươn. Đó, sau này mình tập tốt lâu rồi cơ thể mình đã được cải thiện, nó sẽ chạm trán xuống được như là Hằng Nga đấy ạ. Nhắm mắt hít thở chậm, điều hòa hơi thở. Rồi, nhẹ nhàng hít vào chúng ta nâng người lên. Rồi, thở ra. Ta đổi bên, co chân trái lại, duỗi chân phải sang ngang, dựng gót chân phải lên. Hít vào, tay phải chống phía trước đối diện cẳng chân, vươn tay trái sát mang tai, thở nghiêng qua bên phải. Hãy tưởng tượng sau lưng chúng ta đang có một bức tường ạ. Mình không cụp vai vào trong, hướng cái vai phải phía dưới ra trước. Mình cũng không rụt cổ thế này, đẩy cái vai lên xa tai, thả lỏng cánh tay, thả lỏng vai. Hít vào nâng lên, đúng rồi ạ. Thở nghiêng sâu hơn, nhấn mông trái xuống ạ, nhấn mông trái. Hít nâng lên, thở nghiêng. hít thở chậm lại, hít thở chậm lại. Ngón này chúng ta giữ ở đây, hít thở đều, hít sâu, thở nghiêng sâu hơn và hít sâu, thở nghiêng sâu hơn, kéo căng giãn eo sườn bên trái. Rồi, hít vào mình nâng người lên, thở vươn căng hai tay, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống, bò 10 ngón tay ra xa. Nào hãy đẩy ngực, đúng rồi ạ, thẳng lưng lên, hít sâu và hơi thở ra ta lân tay ra xa hơn, hít sâu. Nào hãy chú ý là chúng ta không gù lưng, không gù lưng thế này ạ, không gù lưng thế này được ạ. Đó, đẩy ngực, thẳng lưng, đúng rồi, hít sâu, thở vươn sang, hít sâu và thở vươn sang. Ta dựng gót chân phải lên nào, hít sâu, thở vươn. Sau này chúng ta tập tốt mình có thể chạm chán được xuống. Hít thở chậm lại, hít thở chậm lại. Rồi nhẹ nhàng, hít vào, chúng ta nâng người lên, thở ra. Bây giờ chúng ta thu hai cái chân lại, hai cái tay mình nắm lấy cái mũi chân, mình kéo cái gót chân về gần mông. Chúng ta hãy thẳng lưng lên và chúng ta nhẹ nhàng thả lỏng cánh bướm. Đây là một tư thế mà giúp cho các cái chị em tăng cường nội tiết tố cũng như là điều hòa giảm những cái đau bụng trong các cái kỳ rụng râu. Đó, rất là tuyệt vời và cái bài tập này cũng rất là dễ. Và có thể một số các cái cô chú anh chị là chúng ta cái khớp hông chữ mở nó sẽ cao bên trên thế này thì cũng không sao nhá. Thì chúng ta cứ luyện tập đi. Và ngày hôm nay mình nhớ là ví dụ độ của chúng ta là bao nhiêu độ này, cách ra mặt sàn là bao nhiêu này, 1 gang hay là bao nhiêu, thì sau này thì chúng ta sẽ lưu, nhớ là comment xuống dưới bài và chúng ta sẽ lưu lại cái điều này sau 7 ngày, sau 1 tháng, sau 2 tháng, 3 tháng, chúng ta quay lại thì cô chú anh chị đã thấy rằng là ô mình rất là cơ thể mình cải thiện được rất là kỳ diệu, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, mình sẽ lại khoanh cái chân của chúng ta lại, khoanh chân lại. Hít đầy mà hơi thật sâu, tay trái mình lại chống ngang hông trái, vươn tay phải sát mang tai, thở nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái. Hít sâu thở nghiêng và hít sâu thở nghiêng. Nhấn mông phải nhé, nhấn mông phải, bài tập để giúp mình kéo căng cái eo sườn bên phải. Không bênh mông, không bênh mông, đúng rồi. Hít vào nâng lên, đổi bên nào, nghiêng qua bên phải, kéo căng cái eo sườn bên trái. Hít thở chậm lại, hít thở chậm lại, nhấn mông trái xuống. Mình cũng không cụp vai nhé, mà lại hướng cái vai phải phía dưới vai trước. Nhắm mắt hít thở chậm, nhấn mông. Hít sâu thở nghiêng và hít sâu thở nghiêng. Rồi hít vào nhẹ nhàng, nâng người lên, thở ra buông tay, vươn căng hai tay, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ căng vai, mình kéo cái khuỷu tay phải của chúng ta sang bên trái. Để quay lại sau lưng để các bạn quan sát nhé. Kéo khuỷu tay phải mình sang bên trái. Đó, mình sẽ áp cái bàn tay của chúng ta về phía sau lưng như thế này. Sau này chúng ta tập tốt thì mình sẽ được kéo chéo sang nhiều hơn. Cố gắng là khi chúng ta tập thì mắt chúng ta sẽ nhìn xuyên ngang tầm mắt. Đó, mình không sẽ cúi đầu xuống nhé. Đó, hít sâu, thở thả lỏng. Và hít sâu và thở thả lỏng. Hít sâu, thở thả lỏng. Đây là một tư thế đơn giản nhưng rất là kỳ diệu, giúp chúng ta giải tỏa hết phần căng cứng ở phần vai và gáy. Rồi hít vào vươn lên, thở chúng ta đổi bên. Và thường thì đối với các bạn bị cổ vai gáy ạ, đổi bên thì khi mà chúng ta làm tư thế này trong vòng sau 30 giây thì mình sẽ thấy là nó tê hết phần cánh tay rồi ạ. Đó, thế thì cả cô chú anh chị chúng ta cứ luyện tập dần nhé. Là mình sau này chúng ta sẽ thấy rằng sau 7 ngày thì nó sẽ có sự cải thiện rất là nhiều đấy ạ. Vâng, rồi rất là hít thở chậm lại, điều hòa hơi thở, hít sâu và thở ra. Rồi chúng ta buông tay xuống, tiếp tục mình tay phải chúng ta đưa qua bên trái, hít sâu thở kéo ép sát vào người, hít thở chậm lại, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở ra thật chậm. Cô chú anh chị cũng có thể nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ cảm nhận được cơ thể của mình dễ hơn. Hít thở chậm lại. 3, 2, 1 rồi nhẹ nhàng buông tay, ta đổi bên. tay trái đưa qua bên phải, hít sâu, kéo ép sát vào người, nhắm mắt và hít thở chậm lại. Rồi, nhẹ nhàng mình buông tay. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tư thế, đó là tư thế mặt bò. Quay sang ngang để của chúng chị quan sát dễ hơn. Tay trái của chúng ta sẽ úp cái mu bàn tay vào phía sau lưng như thế này, đúng không? Úp mu bàn tay trái vào sau lưng. Tiếp tục cái tay phải này thì mình sẽ nắm và mình đẩy kéo lại, hít sâu lại thở, chúng ta lại kéo lên, hít sâu lại thở, lại kéo sâu hơn. Rồi, tiếp tục bây giờ mình hít vào, mình sẽ vươn cái tay phải của chúng ta lên, thở ra chúng ta hạ xuống. Thì cô chú anh chị sẽ thấy rằng là đối với những người đau vai gáy thì phần vai gáy mình bó khá cứng, thì không phải là ai thì cũng có thể chạm được hai cái tay và móc hai tay nhau như thế này. Thì cô chú anh chị chúng ta sẽ sử dụng một cái khăn bông hoặc là cái sợi dây tập yoga. Khăn bông hoặc sợi dây tập yoga thì chúng ta sẽ nối này, cầm cái khăn bông lên tay trên này, hạ xuống này và mình nối hai tay vào nhau. Đó, sau này thì mình tập lâu dần, mình cải thiện nhiều thì sẽ móc được tay như Hằng Nga, hoặc thậm chí là nhiều hơn là mình lân được hai cái cổ tay vào nhau. Và chúng ta cứ giữ ở đây, hít thở chậm lại, mắt nhìn ngang tầm mắt, hít thở chậm lại, hít sâu, thở ra. Cố gắng chúng ta hãy giữ lưng thẳng ạ, thẳng lưng, mình không trùng lưng thế này nhé. Đó, đẩy cái ngực này, đúng rồi, thẳng cái lưng lên, hít sâu và thở ra, và hít sâu thở ra, hít vào thở ra. Rồi từ từ chúng ta vươn tay lên và mình đổi bên. Bây giờ mình sẽ úp cái mu bàn tay phải vào phía sau lưng, tay trái chúng ta lại kéo cái khuỷu tay về sát lưng cao hơn. Tiếp tục hít sâu, vươn tay trái lên, thở hạ xuống. Đó, hạ xuống, móc hai tay vào nhau, nhìn từ phía sau lưng, chúng ta sẽ móc được hai tay vào nhau như thế này. Đó, sau này cô chú anh chị tập lâu rồi, cải thiện được nhiều thì mình thậm chí là có thể lân hâu sâu hơn. Và bây giờ thì nếu như chúng ta chưa tóm được, nếu mà ai cô chú anh chị chúng ta chưa tóm được thì mình sẽ mang cái sợi dây lên cái tay trên cao này, hít sâu rồi hạ xuống này, nối hai cái tay vào nhau, lân qua cái sợi dây, nối qua cái sợi dây, hít sâu. Đó, sau này mình sẽ đẩy lên được như thế này ạ. Hít sâu và thở ra, và hít sâu và thở ra. 3, 2, tốt, vào 1. Rồi nhẹ nhàng buông tay hạ xuống. Thì cô chú anh chị đã thấy rằng là mình bị đau vai gáy cho nên là nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể tóm được lấy tay như vậy nhá. Thế thì không sao, để chúng ta cứ luyện tập dần. Sẽ lặp lại bài này một lần nữa nào. Hít vào, tay trái chúng ta đặt ra phía sau, úp mu bàn tay vào phía sau lưng, vươn tay phải lên, hít sâu, thở, hạ xuống. Và lần này cô chú anh chị sẽ thấy rằng là nó đã cải thiện hơn lúc nãy rồi, đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta cứ luyện tập thôi. Sau mỗi ngày mình luyện tập nhiều hơn, thì chắc chắn là nó sẽ cải thiện được rất là nhiều đấy ạ. Nhắm mắt lại, hít thở chậm lại, điều hòa hơi thở. Ta sẽ cảm nhận thấy toàn bộ phần vai gáy đang được kéo căng giãn. Hít thở sâu, thở ra thật chậm. Rồi chúng ta đổi bên, hạ tay xuống, đưa tay phải lưng, hít một hơi thật sâu, vươn tay trái lên, thở hạ xuống. Rồi chúng ta sẽ móc được hai cái tay vào nhau, và nếu chưa móc được thì cô chú anh chị sử dụng sợi dây nhé. Đó, thì Nga cũng khuyến khích là nếu như trong các bài tập cổ vai gáy thì chúng ta nên sắm cái sợi dây tập yoga. Còn nếu mà không có thì cô chú anh chị cũng có thể dùng là một cái khăn bông thật là dài á, chúng ta thay thế cái khăn đó, bằng cái sợi dây tập. Đó, thay thế sợi dây tập bằng cái khăn đó. Và trong những ngày sau nữa chúng ta sẽ còn sử dụng đến cái sợi dây. Thế cho nên là cô chú anh chị mình cứ sẵn sàng sợi dây hoặc cái khăn bông thôi nhá. Đó, các cái bài tập với các cái dụng cụ hỗ trợ sẽ giúp mình mở vai gáy, giãn mềm, khí lưu thông khí huyết cực kỳ là tốt luôn. Rồi chúng ta buông xuống. Rồi mình sẽ tiếp tục xoay người sang ngang. Ta sẽ duỗi cái chân trái ra, chân phải mình sẽ co lại áp vào cái má trong của đùi trái. Hít một hơi thật sâu, vươn căng hai tay, vươn giải lưng, kéo giãn cột sống, thở ra gập xuống. Và cô chú anh chị đã thấy rằng là với một số người đau vai gáy lõm cứng mà mình có thể một số người sẽ không với được tới cái bàn chân, thì chúng ta bị gù lưng thế này thì mình sẽ đẩy cái lưng của mình lên, thẳng cái lưng ra, ưỡn ngược lên, đúng không ạ? Đó, hoặc là mình vẫn chưa với tới được, chúng ta sẽ sử dụng cái khăn bông hoặc sợi dây tập. Thì cô chú anh chị cũng có thể dừng video lại và chúng ta đi tìm cái khăn mình quấn qua cái lòng bàn chân, lối cái tay nó dài ra đây thì cái lưng mình sẽ thẳng hơn. Và sau này mình vài vòng luyện tập cô chú anh chị dẻo dai rồi thì mình sẽ có thể tóm được cái bàn chân, chúng ta lật ngửa người ra. Nhưng mà quan sát không gù lưng để gập như thế này, chúng ta không gù lưng nhá, nó đẩy ngực đúng rồi, thẳng lưng lên. Và cô chú anh chị hãy nhớ là cái bài tập comment, chúng ta hãy giúp Hằng Nga lại comment xuống dưới cái video này theo cái cấu trúc là tỉnh, thành phố mà mình sinh sống cũng như là ngày tháng cô chú anh chị luyện tập. Và ví dụ là cái độ, cái comment cái gì ạ? Cái độ, ví dụ bây giờ nó đang ở 2 gang tay, 3 gang tay hay là nó bao nhiêu gang tay ạ? Đó, thế sau này lâu dần thì cô chú anh chị cũng sẽ mềm dẻo được, cải thiện nhiều hơn giống như là Hằng Nga đấy ạ. Đó, hít sâu. Là chúng ta nhưng mà lưu ý không gù nhá, gù lưng thì không tính. Đẩy ngực này, thẳng lưng này, nhắm mắt này. Nhấn cả 2 mông xuống thảm, hít sâu, thở gập và hít sâu, thở gập. Hít sâu và thở ra. Rồi, nhẹ nhàng chúng ta nâng người lên, buông tay. Rồi nâng cái chân phải mình đặt ra phía ngoài cái gối trái. Rồi tay phải chúng ta chống sau mông, hít tay trái mình vươn lên, thở hít cái trỏ tay vào gối phải và chúng ta vặn qua bên phải. Và cô chú anh chị sẽ thấy rằng cái tư thế này nó sẽ làm cho không chỉ vai gáy mà toàn bộ phần cột sống của chúng ta, lưng của mình sẽ rất là dễ chịu ạ. Như là chúng ta không trùng lưng thế này ạ, đẩy ngực thẳng cái lưng lên, cái tay phải mình chống hời nó cao lên như thế này ạ, nó không chống sát lòng bàn tay, nó sẽ làm mình trùng cái lưng xuống ạ. Ưỡn ngực thẳng lưng, hít sâu và thở vặn, hít sâu và thở vặn. Rồi, hít vào, xoay người và thở ra. Chúng ta đổi bên, duỗi chân phải, co chân trái. Co chân trái, hít đầy mà hơi thật sâu, vươn căng 2 tay, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Thở gập người xuống vào ống chân phải, nhắm mắt hít thở chậm lại, hít thở chậm lại, hít thở chậm lại. Chú ý là chúng ta không gù lưng, cô chú anh chị không gù lưng nhá, không gù lưng. Đúng rồi, đẩy ngực lên, thẳng lưng lên, đúng rồi ạ. Nhắm mắt nào, không cố gồng nhá. Khi mà cô chú anh chị chúng ta cố mình gồng như thế này thì chúng ta càng không gặp được. Mà trong đây là các tư thế kéo giãn thì chúng ta cần thả lỏng hơi thở mềm mềm, hít sâu, thở gập và hít sâu, thở gập. Rồi, cô chú anh chị nhớ rằng comment nhá, tỉnh, thành phố, nơi bạn sinh sống, ngày tháng bạn luyện tập. Cũng như là để chia sẻ cảm nhận với các bạn đi sau và cũng như là một cái lời động viên để cho Hằng Nga có thể có thêm nhiều động lực để làm sản xuất thật nhiều cả video để cho chúng ta. Hít sâu và thở gập và hít sâu và thở thả lỏng. Rồi và mình nâng người lên, vặn người, nâng cái chân phải đặt ra phía ngoài gối trái. Tay trái ta chống sau mông, thẳng lưng này, không trùng lưng thế này ạ. Đẩy ngực thẳng lưng, chống hở ngón tay cao lên. Hít vươn tay phải, sát mang tai. Thở hít cho tay vào gối và chúng ta vặn qua bên trái. Mắt nhìn sang ngang sượt qua vai trái. Hãy nhớ là chúng ta sẽ thẳng cái lưng của mình lên nhé. Và cái tay phía sau chúng ta sẽ chống hở ngón tay cao lên. Đẩy thẳng lưng, mắt nhìn sượt qua vai. Đây là một tư thế rất là tuyệt vời. Ngoài cái việc nó còn sẽ giúp chúng ta giảm đau lưng, cũng như là giúp chúng ta đốt mỡ, tăng cường tiêu hóa. Rồi mình sẽ có một cái vòng eo thon gọn hơn đấy. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hằng, hãy thẳng lưng lên nào. Chúng ta nhớ thẳng lưng, mắt nhìn sượt qua vai. Rồi, ta xoay người trở về trước, duỗi thẳng 2 chân, lắc nhẹ, lắc nhẹ. Rồi, bây giờ mình sẽ, 2 cái chân mình sẽ tách sang 2 cái bên mép thảm. Chúng ta sẽ giữ lưng thẳng, không trùng lưng thế này ạ. Luôn luôn tạo thói quen thẳng lưng. Chúng ta giúp chúng ta lắn chỉnh lại cột sống ạ. Hít vào vươn căng tay lên, vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống. Thở ra chúng ta gập xuống. Đó, mình thẳng lưng lên ạ. Đúng rồi, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Ưỡn ngực thẳng lưng, hít sâu, thở gập và hít sâu, thở ra và hít sâu, thở ra. Rồi, chúng ta nâng người lên. Nâng người lên, co 2 chân lại, ngồi khoanh chân. Bây giờ tay chúng ta sẽ hít vào, mình đan tay sau lưng. Đan tay sau lưng, nhớ là chúng ta thẳng lưng, không trùng lưng thế này nhá. Thẳng lưng lên, đúng rồi ạ. Hít thật sâu, thở đẩy tay ra xa lưng. Hít sâu, thở đẩy ra xa lưng. Nó rất là dễ đúng không ạ? Hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, đẩy thẳng lưng lên ạ, hít, rồi thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, rất dễ đúng không ạ? Rồi giữ nguyên tay, tiếp tục hít sâu, vươn dài người về phía trước, rồi chúng ta gập người xuống, hãy thả lỏng, đúng rồi, đẩy, thả lỏng cánh tay, chỉ còn các cái ngón tay chúng ta đan vào nhau thôi, thả lỏng nào. Đó, nếu mà trán mình chưa chạm được xuống thì chúng ta có thể đặt cái gối lên thì mình để xuống nhé. Hít sâu, thở, thả lỏng, rồi nhẹ nhàng chúng ta nâng người lên, rồi mình cuộn vai về sau 3 lần, cuộn vai về sau 3 lần, đúng rồi, và chúng ta lại đảo chiều. Tiếp tục hít đầy bằng hơi, thở ra mình đẩy căng lồng ngực, đẩy ngực về trước, phía trước, đẩy căng lồng ngực, rồi cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Chúng ta sẽ lặp lại, hít vào đẩy căng lồng ngực, đẩy căng lồng ngực, đẩy căng ra cổ, đẩy căng ra cổ, hơi ngả đầu về sau một tí xíu, thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Lặp lại, hít sâu, đẩy căng lồng ngực, đẩy căng ra cổ, thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Hít vào đẩy căng lồng ngực, đẩy căng ra cổ, ta có thể nhắm mắt lại, cô chú anh chị nhắm mắt ta cảm nhận cơ thể dễ hơn. Thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Một lần nữa, hít vào đẩy căng lồng ngực và giữ ở đây, đẩy căng lồng ngực, nhắm mắt, hít thở chậm lại, 3, 2 và 1, thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn, 1, 2 và 3. Rồi hít sâu, buông lỏng, vươn căng hai tay, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống, đan ngón tay, lật ngửa lòng bàn tay. Hít thở sâu, thở ra, thở chậm, nhắm mắt và điều hòa hơi thở. Hít sâu, thở ra, thở chậm, rồi hít vào, thở ra, ta nghiêng qua bên trái, nhấn cái mông phải xuống, nhấn mông phải, hít sâu, nâng lên về giữa, thở nghiêng sang bên phải. Lặp lại, hít vào về giữa, thở nghiêng sang trái. Chú ý chúng ta không cụp vai nhé. Hãy tưởng tượng sau lưng cô chú anh chị đang có một bức tường đấy ạ. Bức tường, hít vào, nâng lên về giữa, thở sang phải. Một lần nữa, hít sâu về giữa, thở sang trái. Hít vào, về giữa, thở sang phải. Hít sâu, nâng lên, thở, buông tay chắp lại trước ngực, điều hòa hơi thở, nhắm mắt, hít thở chậm. Hít thở sâu, tròn căng bụng lên, thở thật chậm, rút sâu, rốn vào trong. Thôi chúng ta hãy từ từ mở mắt ra. Vâng, rất là tuyệt vời khi cô chú anh chị chúng ta đã hoàn thành được bài tập đầu tiên trong chuỗi series trị liệu này. Và cô chú anh chị thấy rằng chỉ sau 30 phút thôi thì chúng ta đã thấy rằng cái phần vai gáy cũng như là toàn bộ cơ thể của mình nó đã có một, nó giãn ra rất là nhiều và mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì cô chú anh chị hãy nhớ là chúng ta hãy dành 30 phút, mỗi ngày chúng ta chỉ cần 30 phút thôi. Buổi sáng trước khi chúng ta thức dậy, sau khi mình thức dậy, hoặc là buổi tối trước khi cô chú anh chị chúng ta đi ngủ thì nó đã giúp mình cải thiện được rất là nhiều cái sức khỏe phần cổ vai gáy, thay vì việc là chúng ta để đến lúc là nó bị đau ơi là đau rất là nhiều rồi và chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền của cũng như là công sức để chúng ta chữa trị, thì thay vì đó khi nó mới chớm đau thôi, mới hơi tê bì thôi thì cô chú anh chị chúng ta luyện tập luôn và chắc chắn Hằng Nga chắc chắn rằng nó sẽ cải thiện được rất nhiều cái phần sức khỏe của vai gáy của cô chú anh chị. Và nếu như cô chú anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào trong cái quá trình luyện tập ạ, để chúng ta cũng có thể comment xuống dưới video này nhé. Thì Nga sẽ theo đó làm các cái video để trả lời cho chúng ta. Và Nếu cô chú anh chị thấy bài tập là hữu ích thì cũng đừng quên là giúp Hằng Nga hãy lan tỏa và hãy chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình. Chúng ta cùng thực hiện, chúng ta cùng trị liệu để mình cùng có một cơ thể dẻo dai hơn và khỏe mạnh hơn. Nga xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bài tập của ngày tiếp theo.